Tập 4. Kế tiếp là đại địa ngục chúng hợp. Tuổi thọ của chúng sinh nơi đây là 40.000 năm. Một ngày bằng 15.000 năm cõi người. Cũng 30 ngày là một tháng. 12 tháng thành một năm. 40.000 năm tính ra thành 54 tỷ năm cõi người. Đại địa ngục chúng hợp cũng có 16 tiểu địa ngục, tên gọi cũng y như các đại địa ngục trước, công năng cũng khá tương đồng, chỉ có thời gian hành tù dài hơn gấp đôi trước kia. Vì sao có tên gọi đại địa ngục chúng hợp? Do tội nhân nơi đây đều sinh ra giữa hai ngọn núi lớn có tên Bạch Dương. Hai ngọn núi đó bốc lửa hừng hực, nhiệt độ cực nóng. Núi chờ tội nhân đủ mặt thì rền giác rồi nhập làm một, tất cả bị kẹp nghiền nát giữa hai ngọn núi. Máu thành dòng chảy như sông trôi ra xa. Lũ quỷ trong đại địa ngục xô mọi người té nhào xuống tấm sắt đung đỏ. Dùng đá sắt đung cháy rực đè lên trên rồi xoay tròn. Biển máu trào ra theo đà xoay. Xương của tội nhân bị nghiền dụng. Lũ quỷ còn ném tội nhân vào thùng sắt đung đỏ rực. Thân người trong đó cứ như khúc mía hoặc đầu phộng chờ ép. Tảng đá nặng nghiến xuống, máu trào ra, chỉ còn xương lưu lại. Có kẻ còn bị quỷ ném vào cối sắt đỏ rực. Quỷ dùng vồ sắt quật mạnh, cái vồ giáng xuống, thân tội nhân nát dự, máu xương lẫn lộn.
máu không ngừng chảy ra một bên cối. Trong cối chỉ còn lại nhúm thịt xương. Trên không của đại địa ngục đó còn có những con voi sắt lớn, thân phát ra luồng lửa sáng đỏ rực, bay qua bay lại. Voi sắt trông thấy tội nhân liền giơ chân đỏ rực đồ sộ dẫm xuống. Kẻ bị đạp phải, thân nát bét ngay. Máu trào hết ra, chỉ còn mớ xương thịt đắc dụng. Những thứ xuất lại sau thảm cảnh này, khi cơn gió thổi qua lại hồi phục nguyên dạng. Hồi phục xong bị hành hạ, rồi lại hồi phục, lại bị dẫm đạp, cứ luân hồi như thế mãi cho đến khi đủ 54 tỷ năm. Quang cảnh trở lại vắng vẻ, im ắng. Cổng địa ngục lại mở, lại lần lượt đến 16 tiểu địa ngục vây quanh đó để chịu tội, cho đến khi ác nghiệp sạch hết. Xếp thứ tư trong số đó là đại địa ngục Khiếu Quán. Thọ mạng nơi đây đến 80.000 năm, cũng 1 tháng 30 ngày, 12 tháng thành 1 năm. 80.000 năm so ra cõi người là 180 tỷ năm. Xung quanh đại địa ngục Khiếu Quán này cũng có 16 tiểu địa ngục, có diện tích 10 triệu mét vuông, tên cũng vẫn y như vậy. Cách thức hành hạ khá giống nhau, chỉ có thời gian chịu tội dài hơn. Vì sao lại có tên là Khiếu Quán? Do quỷ ở địa ngục này xua tất cả tội nhân vào một tòa thành bằng sắt. Thành sắt bị lửa địa ngục nung đỏ, tội nhân trong đó bị thiêu cháy gào la thảm thiết.
tiếng kêu thét không ngớt vang lên, nên mới gọi là khiếu quán, kêu là đại địa cục. Trong đại địa ngục đó, ngựa xe, lâu đài và tất cả dụng cụ đều được đúc bằng sắt. Khi lửa địa ngục cháy bùng lên, hết thảy ngựa ở đây đều bị thiêu, kêu thét thảm thiết, do đó gọi là khiếu quán địa ngục. Trải qua đại địa ngục này xong, lại luân phiên đến 16 tiểu địa ngục kia đền tội. Sau khi trải qua suốt lượt thì đã là 2.880 tỷ năm. Địa ngục xếp thứ 5 trong số đó là đại địa ngục, đại khiếu quán. Thọ mạng của tội nhân nơi đây tương đương 216 tỷ năm cõi người. Đại địa ngục, đại khiếu quán cũng có 16 tiểu địa ngục vây quanh. Với diện tích mỗi tiểu địa ngục 10 triệu mét vuông. Tên của 16 tiểu địa ngục này cũng giống y như các địa ngục trước, chỉ có điều đền tội hết lượt 16 tiểu địa ngục phải mất 3.456 tỷ năm. Đại địa ngục này vì sao bị gọi là đại địa ngục, đại khiếu quán? Do nơi đây gồm đủ mọi khổ nạn của đại địa ngục khiếu quán. Nhưng mức độ tàn khốc và thời gian hành tội hơn xa, do đó mới bị gọi là đại địa ngục, đại khiếu quán. Đền tội trong đại địa ngục, đại khiếu quán xong, còn phải lần lượt đến 16 tiểu địa ngục xung quanh chịu tội, cho đến khi ác nghiệp chấm dứt. Xếp thứ 6 trong các đại địa ngục là đại địa ngục nhiệt não. Ở đại địa ngục này, thọ mạng bằng 432 tỷ năm cõi người. Đại địa ngục này cũng có 16 tiểu địa ngục, với diện tích 10 triệu mét vuông mỗi cái. Tên gọi cũng tương đồng với các tiểu địa ngục phụ thuộc khác.
vì sao nơi này lại có tên là Đại Địa Ngục Nhiệt Não? Do nơi đây có vô số nồi rất to bị lửa địa ngục đun sôi sục. Lũ quỷ tóm chân tất cả tội nhân, chúc đầu họ xuống, quẳng vào nồi. Do tội nhân bị nấu chín nên có tên là Đại Địa Ngục Nhiệt Não. Tất cả tô sắt, chậu sắt, nồi sắt, vạc sắt, những thứ dùng để chứa trong địa ngục này đều bị lửa địa ngục đốt đỏ rực, đều dùng để đun nấu tội nhân. Đền tội ở địa ngục này xong, còn phải lần lượt đến 16 tiểu địa ngục xung quanh chịu tội. Trải hết 16 tiểu địa ngục xong thì đã tương đương với 6.912 tỷ năm ở cõi người. Đại Địa Ngục Đại Nhiệt Não xếp thứ 7 trong số đó. Thời gian chịu tội ngang giới 864 tỷ năm cõi người. Xung quanh Đại Địa Ngục này cũng có 16 tiểu địa ngục, có diện tích 10 triệu mét vuông. Tên của các tiểu địa ngục vẫn y như trước đó. Đại địa ngục này do đâu mà bị gọi là Đại Địa Ngục Nhiệt Não? Vì lũ quỷ ở đây chúc đầu tội nhân xuống, ném vào nồi dầu sôi sục trên ngọn lửa địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, tội nhân chỉ còn trơ khung xương. Do đó mà có tên Đại Địa Ngục Đại Nhiệt Não. Quỷ còn cầm kích cực dài đâm giết tội nhân đang bị đun trong nồi dầu. Họ dùng dãy dãy dùa, chỉ chốc lát thịt da tiêu hết, cơ xương. Có tội nhân bị quỷ xỉa thân đem chiên trong dầu nóng, khổ sở cực độ nên được gọi là tối xí mãnh nhiệt cực não ngục.
bị hành hạ ở đây xong, còn phải lần lượt đến 16 tiểu địa ngục kia tiếp tục thọ hình. Đại địa ngục A Tỳ Chi xếp hạng thứ 8. Người ta hay gọi là địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, địa ngục kim cang. Thọ mạng ở đại địa ngục A Tỳ Chi này là 1.280.000 năm, bằng 728 tỷ trăm cõi người. Đại địa ngục này cũng có 16 tiểu địa ngục, diện tích 10 triệu mét vuông. Các tiểu địa ngục phân bố xung quanh A Tỳ Chi đều có tên gọi là Hắc Dân Sa địa ngục. Địa ngục phân nước tiểu, địa ngục ngũ xoa, địa ngục đói, địa ngục khát, địa ngục máu mủ, địa ngục một chỏ độc, địa ngục nhiều chỏ độc, địa ngục cối xay, địa ngục thùng đo, địa ngục gà, địa ngục sông tròn, địa ngục dán chặt, địa ngục lưỡi dao, địa ngục chồn sói và địa ngục băng giá. Vì đâu lại được gọi là A Tỳ Chi đại địa ngục? Tất cả bọn quỷ tốt trong đó dùng dao moi gân tội nhân, cột nối với tóc, rồi buộc họ kéo xe sắt bò trên tấm sắt đung đỏ. Tấm sắt bị đốt phát ánh lửa nóng rực. Tội nhân dùng gân và tóc kéo. Cỗ xe bằng sắt nặng nề đi mấy chục dặm. Khắp người phục lửa,
con quỷ chỉ đâu phải bò đến đó, buộc phải theo ý nó. Cho đến lúc máu thịt cạn kiệt, lôi kéo nặng nề, khổ sở cực độ, chữ nghĩa ngôn ngữ không thể diễn tả nổi một phần mười ngàn. Bên trong đại địa ngục, tội nhân chen chúc đủ mặt. Đột nhiên đông tây nam bắc đều cháy, lửa cứ tràn vào giữa, tội nhân không thể tránh, đành để ngọn lửa nuốt chửng thiêu đốt. Lại còn luồng lửa cực nóng từ đông lan sang tây, luồng lửa nóng đực phía tây tạt sang đông, luồng lửa nóng rực phía bắc ập xuống phía nam, luồng lửa bỏng phía nam tràn lên phía bắc, luồng lửa nóng rực trên không bắn xuống, luồng lửa cực nóng từ dưới phục lên. Nơi nào ngọn lửa phục đến thì tội nhân chỗ đó bị lửa thiêu rụi ngay lập tức. Khi nào thiêu sạch nghiệp chướng thì sinh mạng cùng khổ nạn mới có thể chấm dứt. Lúc tội nhân chịu vô vàn khổ sở, họ chợt trông thấy các cổng ở bốn phía đông tây nam bắc địa ngục lần lượt mở ra. Tưởng khổ nạn đã kết thúc, họ bèn gọi nhau ào ra. Ai hay càng chạy càng nóng, cũng không cách gì quay lại, cứ y như người cầm đuốc đi ngược gió, bị lửa táp vào khăn hồng, luồng nhiệt nóng rực hành hạ khổ sở. Lúc nhấc chân lên, máu thịt be bét, chân đạp xuống đất, da thịt bọc lại, cứ thế chạy đến nơi thì cổng địa ngục tự động đóng. Nền đất cũng đột nhiên thành tấm sắt bị thiêu nóng. Lửa phực đốt rụi da thịt và thiêu sạch những gì có thể đốt được trên thân tội nhân. Khói bốc lên khét lẹt. Khi thân cháy sạch, thịt lại bọc ra, để rồi bị lửa thiêu đốt. Cứ thế tái đi tái lại, bị hành hạ như thế cho đến khi ác nghiệp kết thúc. Trong đại địa ngục A Tỳ Chi này, những gì mắt tội nhân nhìn thấy, tai nghe được,
mũi nhận ra, lưỡi nếm, thân tiếp xúc, đầu nghĩ đến. Hoàn toàn là cảnh vật lúc mình sinh họ chán ghét nhất luôn xuất hiện trước mặt họ. Cho đến khi ác nghiệp kết thúc, nơi đây được gọi là đại địa ngục A Tỳ Kỳ. Còn gì một nguyên nhân nữa, chính là do cực hình ở đây không bao giờ chấm dứt, chẳng có lúc nào dừng, dù chỉ một phần 10.000 giây ngắn ngủi, nên gọi là A Tỳ Kỳ. Sau khi trải qua 1.728 tỷ năm ở A Tỳ Kỳ, còn phải lần lượt đến 16 tiểu địa ngục kia chịu tội, lại là 27.648 tỷ năm. Sau 8 đại địa ngục này, còn 10 đại địa ngục khắc nghiệt hơn. Lần lượt là địa ngục Ác Phù Đà, địa ngục Nê La Phù Đà, địa ngục A Hô Hô, địa ngục Hô Hô Bà, địa ngục A Cha Cha, địa ngục Tao Kiến Đề Già, địa ngục Ưu Bát La, địa ngục Ba Đầu Ma, địa ngục Bôn Trà Lê Già, địa ngục Cứu Mâu Đà. Vì sao lại gọi là địa ngục Ác Phù Đà? Do thân tất cả chúng sinh nơi đó đều sinh diệt như bọt sóng trên sông, nên có tên gọi là Ác Phù Đà. Vì sao địa ngục này lại được gọi là Nê La Phù Đà? Vì tất cả người nơi đây thân đều mỏng dính như lát thịt, nên được gọi là địa ngục Nê La Phù Đà. Sao địa ngục này bị gọi là địa ngục A Hô Hô? Chỉ vì ở địa ngục này tất cả tội dân khi chịu cực hình đau đớn chỉ có thể rên rỉ A Hô A Hô, do đó có tên là địa ngục A Hô Hô. Địa ngục này sao lại gọi là Hô Hô Bà? Nguyên do tất cả tội nhân khi bị hành hạ thảm khốc, miệng chỉ có thể rên rỉ Hô Hô Bà, nên thành địa ngục Hô Hô Bà. Tại sao địa ngục này là A Tra Tra? Chỉ do những tội nhân ở đây khi bị tra tấn đau đớn, miệng chỉ có thể phát ra tiếng A Tra Tra, nên thành tên địa ngục A Tra Tra.
do đâu địa ngục này có tên Tao Kiến Đề Già. Chỉ vì ngọn lửa sinh ra ở đây có màu giống sắc hoa Tao Kiến Đề Già, vì thế được gọi là địa ngục Tao Kiến Đề Già. Còn chỗ này sao lại gọi là địa ngục Ưu Bát La? Do tên của địa ngục này có liên quan với Ưu Bát La. Máu lửa nơi đây giống như màu hoa Ưu Bát La, do thế mà được gọi là địa ngục Ưu Bát La. Tại sao địa ngục này lại có tên Cứu Bâu Đà? Chỉ vì lửa ở đây giống hệt màu hoa Cứu Mâu Đà. Vì vậy, địa ngục này được gọi là địa ngục Hoa Cứu Mâu Đà. Sao địa ngục này lại có tên Bôn Trà Lê Già? Chỉ tại màu tất cả ngọn lửa ở đây giống y màu hoa Bôn Trà Lê Già. Do đó mới được gọi là địa ngục Bôn Trà Lê Già. Vì đâu địa ngục này có tên là Ba Đầu Ma? Nguyên nhân cũng liên quan màu ngọn lửa ở địa ngục này. Lửa ở đây có màu tương tự màu hoa Ba Đầu Ma, do đó được đặt tên địa ngục Ba Đầu Ma. Tuổi thọ của tội nhân trong 10 địa ngục lớn này rất dài, không thể tính đếm được. Chỉ có thể hình dung qua ví dụ, dùng 20 hộc hạt cải, một hộc bằng 10 đấu, một đấu bằng 30 cân ở tiểu địa ngục. Sau 100 năm, có người lấy đi một hạt, 100 năm nữa lại lấy đi một hạt, lại lấy đi một hạt sau 100 năm nữa. Cứ như thế lấy hết 20 hộc hạt cải mà tuổi thọ của người ở địa ngục Ác Phù Đà vẫn chưa hết. Theo đó mà tính, thọ mạng của 20 tội nhân ở địa ngục Ác Phù Đà bằng tuổi thọ của một tội nhân ở địa ngục A Hô Hô. Tuổi thọ của 20 tội nhân ở địa ngục A Hô Hô ngang với thọ mạng của một người địa ngục Hô Hô Bà. Thọ mạng 20 người ở địa ngục Hô Hô Bà bằng tuổi thọ của một người ở địa ngục A Cha Cha. Tuổi thọ của 20 tội nhân địa ngục A Cha Cha ngang ngửa tuổi thọ một người ở địa ngục Tao Kiến Đề Già. Thọ mạng của 20 người ở địa ngục Tao Kiến Đề Già bằng với tuổi thọ một tội nhân ở địa ngục Ưu Bát La. Thọ mạng của 20 tội nhân địa ngục Ưu Bát La bằng thọ mạng một người ở địa ngục Cứu Mâu Đà. Tuổi thọ 20 tội nhân địa ngục Cứu Mâu Đà bằng tuổi thọ một tội nhân địa ngục Bôn Trà Lê Già. Tuổi thọ 20 tội nhân địa ngục Bôn Trà Lê Già bằng thọ mạng một tội nhân địa ngục Ba Đầu Ma. Tuổi thọ 20 người ở địa ngục Ba Đầu Ma bằng một trung kiếp của thế giới Ta Bà. Nếu có kẻ cách địa ngục Ba Đầu Ma 400 dặm, thân sẽ cảm nhận ngay luồng nhiệt nóng dữ dội. Nếu cách địa ngục đó 200 dặm, mắt kẻ ấy sẽ mù ngay.
Nếu cách địa ngục này 100 dặm, thịt trên thân kẻ đó sẽ mất sạch. Người sinh ra ở đây có lưỡi dài 2 trượng. Trên lưỡi luôn có 500 lưỡi cày đang hoạt động, không bao giờ ngừng nghỉ. Nơi địa ngục ấy có loại gió tên nhiệt não. Nếu đến thái dương hệ của chúng ta thì tất cả vạn vật trên thế giới đều bị hủy hoại tận diệt sạch. Khí hồi hãm lẫn trong gió của địa ngục ấy, nếu đến thế giới của chúng ta thì mắt của tất cả chúng sinh của thế giới nhỏ bé này đều sẽ bị mù. Nơi cõi địa ngục ấy còn có loại gió cực mạnh tên hợp hồn. Nếu thổi đến chỗ chúng ta thì trái đất sẽ thành tro bụi ngay. Không những trái đất khó thoát tai họa, mà cả mặt trời, mặt trăng, sao cũng khó tránh. Tại sao các loại gió trên không thể thổi đến thế giới nhỏ bé của chúng ta? Do có 2 ngọn núi Nội Luân Nghiên Sơn và Đại Luân Nghiên Sơn chặn lại, nên mới không tài nào thổi đến chỗ ta. Nam mô A Di Đà Phật.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô A